Bảo Khánh xin kính chào tất cả mọi người. Hôm nay em xin giới thiệu đến mọi người đó là sản phẩm nụ hoa tâm thất. Mọi người có thể thấy ạ. Sản phẩm nụ hoa tâm thất thì có công dụng rất tốt, trị mỡ máu, giảm cao huyết áp và giúp ăn ngon ngủ sâu. Mọi người có thể pha trà uống hàng ngày cũng rất là tốt cho sức khỏe đó ạ. Sản phẩm nhà em thì được giao hàng trên toàn quốc. Mọi người quan tâm thì có thể để lại số điện thoại hoặc là inbox trực tiếp để em có thể giao hàng đến tận nơi cho mọi người.